Chào mừng tất cả các anh em đã trở lại với kênh YouTube của Tân Thành Danh. Đây là một chuyên mục hoàn toàn mới của Tân Thành Danh với tên là Tân Thành Danh News. Tại nơi đây mình sẽ cập nhật những thông tin mới nhất trong tuần qua ở làng công nghệ cho các anh em. Và trong tập này chúng ta sẽ có những tin tức sau: AMD công bố chính thức CPU Ryzen 7000 series, Intel thế hệ 13 CPU đầu tiên đạt 6GHz cơ bản trên thế giới, RTX 40 series chuẩn bị ra mắt và giá dự kiến. Vào ngày 27 tháng 9 vừa qua thì AMD đã chính thức giới thiệu tới người dùng PC AMD Ryzen 7000 series, CPU với kiến trúc Gen 4 hoàn toàn mới, hỗ trợ rất nhiều công nghệ mới như là DDR5, PCIe 5.0, một tiến trình 5 nanomet, socket AM5 và nó có TDP lên tới là 230W. Nếu như so hiệu năng với dòng 5000 series thì dòng 7000 series sẽ được cải thiện 15% ở những tác vụ đơn nhân, 35% ở mỗi tác vụ đa nhân và cải thiện hơn 25% hiệu năng trên mỗi quát điện nó tiêu thụ. Ngoài ra nó còn cải thiện hơn 35% ở phần chơi game và 50% đối với những công việc render, một con số khá là ấn tượng. Chưa có nhiều thông tin cụ thể về kiến trúc Gen 4, chúng ta chỉ biết rằng AMD đã gấp đôi dung lượng bộ nhớ đệm L2 lên mức là 1 MB cho mỗi nhân. Theo AMD, họ cân bằng thiết kế để tìm ra mức L2 tối ưu nhất, vì nếu để quá ít sẽ không thể phát huy được lợi thế, trong khi quá nhiều sẽ tăng độ trễ cũng như là chiếm dụng diện tích đế. Một điểm đặc biệt của AMD năm nay đó chính là nó sẽ không dùng package dạng PGA mà sẽ chuyển qua là LGA giống với Intel. LGA 1718 của AM5 vẫn tương thích ngược với lại những cái tản nhiệt của AM4, thành ra là anh em không cần phải lo lắng về cái việc chúng ta sẽ tìm tản nhiệt cho phù hợp. Tên chính thức của mã này là Raphael và chúng ta được giới thiệu tới 4 con, bao gồm Ryzen 5 7600X, Ryzen 7 7700X, Ryzen 9 7900X và cuối cùng là Ryzen 9 7950X. Hiện tại Tân Thành Danh cũng đã về hàng AMD 7000 series, mình sẽ để link ở phía dưới để các bạn tiện tham khảo. Mới đây trong Intel Tech Tour 2022, Intel đã xác nhận rằng dòng CPU thứ 13 của họ là Raptor Lake đã đạt được xung cơ bản là 6GHz và đây là con CPU đầu tiên trên thế giới làm được điều này. Bộ xử lý Raptor Lake thế hệ mới sẽ nhanh hơn 15% ở những tác vụ đơn nhân và nhanh hơn 41% ở những tác vụ đa nhân so với thế hệ trước là Elder Lake. Dòng CPU Intel Gen 13 dự kiến là bản nâng cấp của Intel Gen 12. Cả hai đều được sử dụng kiến trúc mới với B-Core và E-Core. Tuy nhiên, con chip i9 13900K dự kiến sẽ được tăng số lượng i-core từ 8 lên 16, đẩy số nhân lên là 24 nhân và 32 luồng so với 16 nhân và 24 luồng trên con i9 12900K. Ngoài việc con chip được cho là i9 13900K có xung cơ bản có thể chạy là 6GHz, thì Intel còn tuyên bố là con chip này có thể chạy lên tới là 8.7GHz, phá vỡ kỷ lục thế giới trước đây là 8GHz khi ép xung bằng Nitro lỏng. Một số thông tin cũng cho rằng con i9 năm nay nếu như không giới hạn công suất và cho nó chạy mát luôn thì nó có thể ăn lên tới là 350W điện và nhiệt lượng tỏa ra của nó hiện vẫn đang là một bí ẩn. Raptor Lake vẫn sử dụng socket cũ, thành ra là những anh em nào sử dụng những con main đời 6 như là Z690 hay là B660 vẫn có thể nâng cấp chip lên mà không cần phải thay main. Về khoảng thời gian ra mắt thì được dự kiến sẽ ra mắt vào khoảng là 20 tháng 10 năm nay, nên là anh em hãy cùng đón xem nhé. Theo thông tin được rò rỉ thì RTX 40 series sẽ được gọi với cái tên là NVIDIA Lovelace. Nó sẽ được sản xuất trên quy trình 5 nanomet, vượt trội hơn so với RTX 30 series được sản xuất trên 7 nanomet. Một vi kiến trúc nhỏ hơn sẽ mang lại hai lợi thế, một đó chính là hiệu năng cao hơn và hai là mức tiêu thụ điện năng thấp hơn. Xung nhịp cơ bản ở mức là 2235 MHz, xung nhịp boost sẽ là 2520 MHz và max boost tối đa thực tế sẽ là 2,75 GHz. Thậm chí một số card đồ họa cao cấp còn có thể tùy chỉnh đẩy mức xung lên tới là 2,9 GHz hoặc cao hơn. Mã AD102 được cho là RTX 4090 hoặc là RTX 4090T sẽ có 144 SMS với 18.432 nhân CUDA, cao hơn 71% so với lại RTX 3090T và sức mạnh của nó sẽ nhanh hơn từ 2 cho đến 4 lần so với người tiền nhiệm. Mức điện tiêu thụ cũng cao hơn, với thông tin được rò rỉ cho rằng RTX 4090T có mức điện tiêu thụ tối đa lên tới là 850W điện. Giờ thì những bộ nguồn 1000W, thậm chí là 1200W bỗng nhiên trở nên nhỏ bé một cách lạ thường. Được trang bị công nghệ NVIDIA Shadowplay giúp ghi lại những game mà anh em chơi với độ phân giải 8K 60fps và có luôn cả HDR. Mới đây chúng ta cũng đã được chiêm ngưỡng một số hình ảnh được cho là RTX 4090 được đến từ rất là nhiều hãng. Và anh em có thể thấy một cái điểm chung đó chính là nó rất là to
Và thứ hai đó là sử dụng một cổng nguồn hoàn toàn mới, cổng nguồn PCIe 5.0. Với giá dự kiến sẽ là từ 1.599 đô cho phiên bản 4090 và từ 899 đô cho phiên bản 4080. Dự kiến lên kệ sẽ là vào cuối tháng này. Thành ra anh em cũng hóng đi. Bên mình cũng sẽ lên một cái clip về 4090 đó. Và đó là những thông tin mà mình muốn gửi tới anh em trong số này. Anh em thấy sao về những thông tin trên? Nếu như muốn bàn luận về vấn đề gì thì đừng ngần ngại comment xuống phía dưới nhé. Còn bây giờ đừng quên like và subscribe cho Tân Thành Danh. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.